Xin chào quý vị và các bạn, thì ngày hôm nay Tuấn sẽ đi vào một cái chi tiết video cực kỳ ngắn thôi đúng không ạ? Chiếc xe Cross của chúng ta được nhập khẩu từ chiếc Thái Lan đúng không? Bản này bản Hybrid 910 triệu thì khi về đăng ký xong và lần đầu tiên thì chúng ta cần lắp thêm những phụ kiện gì cho xe nó được hữu ích, hữu dụng, hỗ trợ cho quý khách hàng tiện dụng hơn khi lái xe đúng không ạ? Đầu tiên Tuấn muốn thấy ở đây thì chắc chắn rồi, xe mới chúng ta nên dán phim cách nhiệt. Dán phim cách nhiệt nó rất là hữu ích đúng không ạ? Chống tia UV cháy ra hay là nói chung là ảnh hưởng đến da và giữ nhiệt độ trong xe ngoài xe một cách tốt nhất, tiết kiệm nhiên liệu rất nhiều hữu ích đúng không ạ? Các hãng trên thị trường thì chúng quý khách hàng tùy lựa chọn và mở Vicool hay là rất nhiều hãng nếu cần sự hỗ trợ thì gọi cho đội ngũ xe 365 đúng không ạ? Đó là cái đầu tiên tôi muốn nói tới. Cái thứ hai, cái mi vé che mưa, cái này nó là tùy thôi, nếu mà tùy vào thẩm mỹ quý khách hàng muốn làm thêm cho chiếc xe hay không, nhưng mà khi mình hữu ích của cái vé che mưa là chúng ta có thể hé vào cái trời mưa nhỏ đỡ bay những cái hạt mưa vào trong xe đúng không ạ, rất là thuận tiện. Đó là cái thứ hai. À, cái thứ ba tôi nhắc luôn là có cái ốp mạng chrome hõm tay cửa như thế này. Đây là cái chiếc xe của bên Tuấn đã lắp cho khách hàng đúng không ạ, và hõm tay cửa chống sốc rất tiện dụng và có thể là nhìn đẹp mắt, nổi bật, bắt mắt hơn. Đó là cái thứ ba tôi muốn nói tới. Thứ tư rồi, để tôi đi vào bên trong của xe thì tôi muốn nhắc tới đó là có thể là một vài cái chi tiết nhỏ thêm cho khách hàng, vì xe nó đã khá là đầy đủ như là bọc vô lăng giúp chủ khách hàng cầm nắm đúng không ạ, nó chắc chắn hơn và di chuyển trên đường nó tiện lợi hơn đúng không ạ. Có thể một phần nữa là quý khách hàng nếu mà được đối với cái dòng xe này thì rồi tiếp theo thì Tuấn sẽ cái chi tiết tiếp theo chúng quay xe đi. Chúng nhắc tới bên ngoài này thì đây cái ốp nắp bình xăng mặc chrome này đúng không ạ, nó bảo vệ dáng bóng và bảo vệ cái nắp bình xăng tốt hơn. Tính năng đặc biệt nữa là chiếc xe Hybrid này là xe 365 đã tích hợp lên trên xe thêm do với phiên bản nguyên chiếc nguyên bản đúng không ạ? Đó tính năng mở cốp điện thì mở như thế nào đúng không ạ? Trên chiếc xe này xe 365 sẽ có những cái cách mở như sau. Khi mà đã tích hợp lên, đầu tiên chúng ta sẽ có nút bấm ở đằng sau đúng không ạ? Đấy, cốp của chúng ta cũng sẽ tự mở. Cái tính năng thứ hai nữa chúng ta có thể mở bằng trên cái chìa khóa đúng không ạ? Tính năng độ thêm thì nó tích hợp trên chìa khóa thì khách hàng khi mà muốn mở thì nhấn 3 lần mở. Và khi muốn đóng, nhấn 3 lần đóng rất dễ dàng. Và có thêm kèm theo một cái chờ bên trong kia thì đã tích hợp thêm mở đóng rất tiện. Và cách mở đóng thứ tư nữa đúng không ạ, đó là đá, rất tiện dụng dọn khi quý hàng mang vật đổ. Đây, tuần đá thôi các bạn. Đấy, nói chung rất là dễ dàng, thuận tiện và đơn giản. Đó là một tính năng rất hay đúng không ạ, mà chi phí nó thêm không phải là bao nhiêu so với chiếc xe của khách hàng đã sử dụng. Thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đúng không ạ, vừa rồi Tuấn đã đi chi tiết, Tuấn đã tổng hợp lại đúng không ạ, ví dụ như là đá cốp, đóng mở cốp đó tiện dụng này, thứ hai nữa là chúng ta có thể thấy là dán phim cách nhiệt này, thứ ba nữa đúng không ạ, là những cái ốp hõm tay cửa chống sương đúng không ạ, thứ tư nữa là cho quý vị và các bạn ở đây có thể là những cái bọc vô lăng, hoặc là thêm nữa thứ năm là về mi che mưa. Một tính năng nữa tôi thấy nó có thể là camera hành trình, thì tùy vào nhu cầu hay là thẩm mỹ của mỗi khách hàng khác nhau đúng không ạ. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi đến cuối video của clip này. Cuối cùng quý khách hàng đừng quên đúng không ạ, hãy subscribe hay là đăng ký cho ủng hộ cho xe 365 ra nhiều cái clip hấp dẫn và cũng như hỗ trợ thêm quý khách hàng. Cuối cùng xin cảm ơn quý khách hàng và hẹn gặp lại quý khách hàng vào một video tiếp theo.